Một bông hoa trắng trong vườn yêu Adam nhẹ nâng. Một bông hoa thắm Eva ngắt dâng cho người yêu. Chúa đã kết liên, con nguyện ước không khi phân lìa. Tình yêu một đời sẽ thắm nồng và mãi chung trên. Đây bông hồng tình yêu Chúa cho phong duyên tình thắm nồng. Chúng con xin chung tụng Chúa.
bởi nước và thánh thần Chúa đã thân quy tụ thành một dân riêng, tất cả những ai đã chịu thánh tẩy trong con Chúa là Đức Giêsu Kitô. Chúng con xin chúc tụng Chúa. Chúa ban thánh thần của tình yêu vào lòng chúng con để người giải thoát, ban bình an và biến đổi chúng con nên sư giả tin mừng của Chúa. Chúng con xin chúc tụng Chúa. Lạy Chúa, Chúa đã gọi tôi tới Chúa đến trình bí tích thánh tẩy trong đức tin của hội thánh. Anh chị em thân mến, cùng với người dự tòng chúng ta tin xin đức tin của bí tích thánh tẩy mà tất cả chúng ta đã lãnh nhận. Để sống trong tự do của con cái Thiên Chúa, anh chị em có từ bỏ tội lỗi không? Thưa con từ bỏ. Để khỏi làm nô lệ tội lỗi, anh chị em có từ bỏ những kiến thức bất chính không? Thưa con từ bỏ. Anh chị em có từ bỏ ma quỷ là kẻ gây ra và cần đầu tội lỗi không? Thưa con từ bỏ. Anh chị em có tin kính Thiên Chúa là Cha toàn năng đấng tạo thành trời đất không? Thưa con tin. Anh chị em có tin kính Đức Giêsu Kitô con một Thiên Chúa, Chúa chúng ta, sinh bởi Đức Trinh Nữ Maria, đã chịu khổ hình và mai táng, đã sống lại từ cõi chết và đang ngự bên những của Chúa Cha không? Thưa con tin. Anh chị em có tin kính Đức Chúa Thánh Thần, tin Hội Thánh Công Giáo, tin các thánh thông công, tin phép tha tội, tin xác sống lại và sự sống vĩnh cửu không? Thưa con tin. Chị đã trở nên tà vật mới và đã mặc lấy chút y tô, vậy chị hãy nhận lấy chiếc áo trắng này, hãy mang lấy và giữ nó tinh tuyển cho đến khi ra trước tòa Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, để chị được sống muôn đời. Chị đã trở nên ánh sáng cho Chúa Kitô, chị hãy luôn luôn sống như con cái sự sáng và bình minh trong đức tin, để khi Chúa đến, chị xứng đáng đang đón người với bà để các thánh trên trời. Để xong chúng ta tham dự chỉ đã được tái sinh trong Chúa Kitô, được trở nên chi thể và thành phần dân tư tế của người. Giờ đây chỉ còn phải lãnh nhận Chúa Thánh Thần đã ngự xuống tràn đầy trên chúng tôi. Chúa đã ban Thánh Thần cho các tông đồ hành lễ mỗi tuần. Chính các tông đồ và những đấng kế vị lại ban cho những người đã chịu thánh tẩy. Vậy chị cũng lãnh nhận sức mạnh Chúa Thánh Thần mà Thiên Chúa đã hứa ban, để nhờ đó một khi trở nên sống Chúa Kitô hơn, chị làm chứng về cuộc khổ nạn và phục sinh của Chúa và trở thành chi thể hoạt động của Hội Thánh, hầu xây dựng niềm thể Chúa Kitô trong đức tin và đức mến. Còn anh chị em thân mến, chúng ta hãy cầu xin Thiên Chúa Cha toàn năng đoái thương ban tràn đầy Chúa Thánh Thần xuống trên tôi người tân tòng này, để Chúa Thánh Thần dùng ơn nguyện dồi dào của người làm cho người tân tòng này ngay vững mạnh và được sức giàu để nên sống Chúa Kitô con Thiên Chúa. Này Thiên Chúa toàn năng là Cha Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con, Chúa đã tái sinh tôi tới Chúa đây bởi nước và Thánh Thần khi giải thoát họ khỏi tội lỗi, thì này Chúa xin ban Chúa Thánh Thần đấng an ủi đến trong người này, xin ban cho người này thần trí khôn ngoan và thông hiểu, thần trí lo liệu và sức mạnh, thần trí suy biết và đạo đức, xin ban cho người này ân kính sợ Chúa, nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Khi đôi lứa y a chung đường, Chúa đã nâng ly rượu mừng, Ngài nâng ly rượu chúc hôn, Ngài say theo men của cuộc đời, Ngài chung vui với người vui, Ngài ban ơn thiêng nối tình người, Ngài thánh hoa đời lứa đôi. Nguyện xin Giêsu thương mến cho duyên tình mãi nở hoa. Nguyện xin Giêsu đến trong nhà cho đời hòa tiếng ca. Nhiều khi xem hoa nở chờ trăng lên. Chúa cùng anh chị em.
và chúng ta cứ tưởng về đây để cầu nguyện cho các anh chị. Xin Chúa chúc lành cho tình yêu vô phù của các anh chị. Xin Chúa chúc lành cho những công việc của các anh chị trong đời sống gia đình. Và kính thưa cộng đoàn, khi chúng ta tham dự lễ cứ, chúng ta cũng được mời gọi cầu nguyện cho mỗi người chúng ta. Xin Chúa gìn giữ mỗi người chúng ta trong bổn phận hàng ngày, trong bổn phận là người chồng, người vợ, người con trong gia đình. Xin Chúa cũng chúc lành cho chúng ta để mà chúng ta biết chúc lành đến cùng của mình. Với tất cả những việc đó, giờ đây chúng ta hãy thành tâm xin lỗi Chúa về những thiếu sót của chúng ta và đồng thời xin Chúa thứ tha những lỗi lầm đó và xin ban ơn cho chúng ta để chúng ta sẽ đạt được hạnh phúc bao nhiêu. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiện trí cùng Chúa trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Amen. Bài trích sách Sáng Thế: Chúa là Thiên Chúa phán, con người ở một mình không tốt, ta sẽ làm cho nó một trợ tá tương xứng với nó. Vậy Chúa là Thiên Chúa, nấy từ đất tạo ra mọi thứ vật ngoài đồng và chim bay trên trời, đoạn dẫn chúng đến cùng Adam để xem ông gọi chúng là gì. Adam gọi sinh vật thế nào thì đó là tên nó. Adam đã đặt tên cho mọi súc vật, mọi chim trời và mọi thú vật ngoài đồng, nhưng Adam không tìm được một trợ tá tương xứng với mình. Vậy Chúa là Thiên Chúa cho Adam ngủ mê. Khi ông đang ngủ, Chúa lấy một xương sườn của ông rồi đắp thịt lại từ xương sườn mà Chúa đã. Chúa là Thiên Chúa lấy từ Adam, Ngài làm ra người đàn bà, đoạn dẫn nàng đến cùng Adam. Adam nói: nàng là xương lấy từ xương tôi và thịt lấy từ thịt tôi, nàng sẽ được gọi là đàn bà vì được lấy từ đàn ông. Vì lẽ đó người nam lìa cha mẹ mình để gắn bó với vợ mình và hai người sẽ thành một thân xác. Đó là lời Chúa. Niềm vui con sẽ
Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy Chúa Giêsu nói với các môn đệ: Như Cha đã yêu mến Thầy, Thầy cũng yêu mến các con. Hãy ở lại trong tình yêu của Thầy. Nếu các con luôn giữ huấn lệnh của Thầy, các con sẽ ở lại trong tình yêu của Thầy. Cũng như Thầy đã giữ huấn lệnh của Cha Thầy, nên Thầy ở lại trong tình yêu của Ngài. Thầy đã nói với các con điều đó để niềm vui của Thầy ở trong các con và niềm vui của các con được trọn vẹn. Đây là huấn lệnh của Thầy. Các con hãy yêu mến nhau như Thầy đã yêu mến các con. Đó là lời Chúa. Kính thưa cộng đoàn, mỗi khi chúng ta tham dự một lễ cưới thì người ta lại nhắc đến tình yêu. Vì chính tình yêu đã nối kết hai con người giữa một người nam và một người nữ với nhau. Thế nhưng tình yêu ấy bởi đâu mà đến? Phải chăng họ đã tạo ra tình yêu và trao cùng cho nhau? Phải chăng là chính đôi bạn đã tạo ra tình yêu ấy và trao cùng cho nhau? Phải chăng là như vậy? Không phải như thế, thưa cộng đoàn. Không ai trong chúng ta đã tạo ra mình. Chúng ta bởi cha mẹ mà sinh ra, và cha mẹ chúng ta cũng bởi ông bà nội ngoại mà sinh ra, và ông bà nội ngoại của chúng ta cũng bởi các cụ cố. Và nếu cứ như thế thì chúng ta sẽ phải đi lên tới nguồn gốc của thủy tổ loài người. Kinh Thánh nói cho chúng ta biết, Adam và Eva không bởi tự mình mà có, nhưng đã được Thiên Chúa tạo thành. Và sau đó, kính thưa cộng đoàn, tất cả chúng ta đang hiện hữu ở đây, tất cả chúng ta đang có mặt trên trái đất này, và cụ thể trong nơi thánh đường này, mọi cử chỉ và mọi nhịp thở của chúng ta đều bởi Thiên Chúa và nhờ Người. Và nếu như thế thì tình yêu nơi chúng ta cũng bắt nguồn từ Thiên Chúa. Trong bài đọc thứ hai mà chúng ta vừa nghe, Thánh Gioan cũng khẳng định lại điều đó khi Ngài nói: Anh em thân mến, chúng ta hãy yêu thương nhau, vì tình yêu bắt nguồn từ Thiên Chúa. Phàm ai yêu thương thì đã được Thiên Chúa sinh ra, và người ấy biết Thiên Chúa. Và như thế, khi chúng ta yêu thương nhau là chúng ta đã mang lại tình yêu của Thiên Chúa, bởi vì Thiên Chúa là tình yêu. Vậy thì Thiên Chúa đã yêu thương chúng ta như thế nào? Thiên Chúa đã yêu các bạn như thế nào để rồi chúng ta, cách đặc biệt các bạn ngày hôm nay chuẩn bị bước vào đời sống hôn nhân gia đình, các bạn cũng được mời gọi hãy sống lại tình yêu đó. Thiên Chúa đã yêu thương chúng ta như thế nào? Thì trước hết, Thiên Chúa đã yêu thương chúng ta, cho nên Thiên Chúa đã tạo dựng chúng ta cho nhau và vì nhau. Thiên Chúa đã tạo dựng các bạn cho nhau và vì nhau. Thì bài đọc thứ nhất đã nói cho chúng ta điều đó. Khi Ngài thấy Adam ở một mình không tốt, thì Thiên Chúa đã làm cho nó một người trợ tả tương xứng với nó. Thế là Thiên Chúa đã dựng nên bà Eva. Biết Hoàng đọc bài đọc một hôm nay, Thiên Chúa tạo dựng nên bà Eva từ đâu? Từ đâu? À, từ cạnh sườn của ai? Rồi sau khi tạo dựng cái bà Eva xong thì Thiên Chúa làm sao có để bà Eva ở đấy không? Hoặc có hay không? À,
Thiên Chúa không để bà Eva ở đó, nhưng Ngài đã dẫn bà Eva, nàng đến với ông Adam. Nói một cách khác, Thiên Chúa rất trách nhiệm, Thiên Chúa đã dẫn bà Eva đến với ông Adam để rồi hai người, hai con người đó gắn bó với nhau và trở nên một thân xác. Cho nên ngày hôm nay khi mà các bạn dẫn nhau đến đây, không phải tự các bạn dẫn nhau đến đây đâu, mà chính Thiên Chúa đã nối kết các bạn và thúc đẩy dẫn đưa các bạn đến với ngôi thánh đường này, để rồi một chút nữa các bạn dám công khai nói trước mặt vị đại diện giáo hội và cùng với cộng đoàn lời yêu thương sống chung thủy với nhau. Cho nên các bạn cũng được mời gọi, nếu như Thiên Chúa đã có trách nhiệm trong chính với công trình tạo dựng của người, thì ngày hôm nay Thiên Chúa cũng đang mời gọi các bạn hãy sống trách nhiệm với chính những lời các bạn sẽ nói ngày sau chút nữa. Thiên Chúa yêu thương chúng ta qua chính công trình tạo dựng của người, qua chính việc người tạo dựng chúng ta cho nhau và với nhau. Chưa dừng lại đó, thưa cộng đoàn, tình yêu của Thiên Chúa còn được thể hiện qua việc Thiên Chúa còn trao ban chính người con một cho thế gian. Đấy chính người con duy nhất mà Ngài còn không tiếc khi trao ban cho chúng ta, thì tự hỏi người còn cái gì quý giá hơn nữa mà còn chưa dành cho chúng ta, thưa cộng đoàn. Và trên thánh giá, Đức Giê-xu đã vết cả những giọt máu cuối cùng cho chúng ta và vì chúng ta. Những hình ảnh đó muốn nói cho chúng ta điều gì? Cách riêng với các bạn muốn nói với chúng ta điều gì? Những hình ảnh đó muốn nói cho chúng ta điều này, là khi chúng ta yêu nhau thực tình thì đôi bạn sẽ sẵn sàng đón nhận nhau. Khi chúng ta yêu nhau thật tình, chúng ta sẽ sẵn sàng đón nhận nhau. Đón nhận không chỉ là những lúc, những ưu điểm, những tài năng, những lúc khỏe mạnh, những khi thành công, nhưng chúng ta còn sẵn sàng đón nhận cả những khuyết điểm, những lúc đau ốm, những khi thất bại, để làm gì? Để nâng đỡ và kiến tạo hạnh phúc cho nhau. Một chút nữa thôi, thưa cộng đoàn, thì chính bốn đôi này, bốn anh chị này, các bạn sẽ tự do và công khai nói ra sự đón nhận đó, để nhờ khế ước hôn nhân từ nay các bạn không còn là hai nhưng chỉ là một xương một thịt. Thế nhưng mà, kính thưa cộng đoàn, hôn nhân là một cuộc sống được dệt bằng những nụ cười và những giọt nước mắt, bằng niềm vui và đau khổ, bằng cả hy vọng và thất vọng. Cho nên thái độ khôn ngoan khi bước vào đời sống gia đình không phải là sự sợ hãi, cũng không phải là chủ quan coi thường, nhưng là can đảm đón nhận trong sự tin tưởng và phó thác nơi Thiên Chúa. Cho nên cộng đoàn chúng ta hãy cầu nguyện cho các đôi tân hôn hôm nay, để các bạn hãy, và các bạn, chính các bạn hãy cầu nguyện cho chính bản thân mình nữa, để lời cam kết hôm nay trở thành hiện thực trong đời sống lứa đôi của các bạn. Xin Thiên Chúa chúc lành và hoàn tất những điều tốt đẹp mà hôm nay Ngài đã khởi sự nơi các bạn. Amen. Giờ đây xin mời các bạn cùng những người làm chứng chúng ta tiến lên để cử hành nghi thức. Anh Vinh Xuân Hòa và chị Mai Lan Duyên, các anh chị đến đây để kết hôn với nhau, các anh chị có ý định của mình thưa không? Khi chọn người sở hữu nhân, các anh chị có sẵn sàng yêu thương và tôn trọng nhau suốt đời không? Thưa có. Thưa có. Các anh chị có sẵn sàng yêu thương và đón nhận con cái Chúa sẽ ban và giáo dục chúng theo luật Đức Kitô và hội thánh không? Thưa có. Thưa có. Vậy bởi vì các anh chị đã quyết định thiết lập một giáo hội hôn nhân thánh thiện thiện
Xin Chúa tỏ lòng nhân hậu chuẩn bị sự tư tuần của các anh chị vừa tỏ bày cho bà mọi người. Và xin Chúa tốt độ phúc lành của Ngài trên các anh chị. Sự gì xin Chúa kết thật mọi người không được phân tích. Nào ta chúng tôi Chúa. Xin Chúa ban phúc lành cho những chiến nhân này mà các chị sắp trao cho nhau làm dấu chỉ tình yêu và lòng trung thủy. Em Maria Duyên xin em nhận chiếc nhẫn này làm dấu chỉ tình yêu và lòng trung thủy của anh, nhân dân cha và con và Thánh Thần. Cộng đoàn chúng ta cùng đồng một tràng vỗ tay để chúc mừng các bạn. Anh chị em thân mến, Thiên Chúa là tình yêu. Trong quyết định nào thì Thiên Chúa đã muốn chọn lành cho đời sống hôn nhân gia đình. Hôm nay trên vui với các anh chị vừa thành hôn, chúng ta cùng dâng lời tạ ơn và cầu xin. Thank you.
chúng con ca thiên đại xin Chúa cho chúng con khi công bằng mình và máu Đức Kitô được quy tụ đêm một nhờ Chúa thánh thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến bổ thêm Chúa lan tỏa các bản cầu để kiến và mọi thánh trong linh linh cùng với Đức Giáo Hoàng Francisco, Đức Giáo Hội Tôn Ma, chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Lạy Chúa, xin nhớ đến anh Minh Sơn Hoàng và chị Maria mà Chúa đã dẫn đưa tới ngày thành hôn. Nhớ Chúa, xin cho các anh chị được vững bền trong tình yêu thương nhau và được sống bình an. Xin Chúa cùng nhớ đến anh chị em chúng con đang nghỉ trong niềm hy vọng sống lại và mọi người, đặc biệt các bạn tổ tiên ông bà cha mẹ và tất cả mọi người chúng con đang đi dần trong tình thương của Chúa. Xin cho biết thầy chúng con ngài xin Chúa thương xót tất cả chúng con cho chúng con được đồng hương sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse và Chân Long Đức Trinh Nữ, các thánh đồng đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đã thành phần cùng với các ngài. Chúng con được ca ngợi và tôn vinh chúng con nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ người với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha và Năng trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần nên vua đời. Vâng lời Chúa kính thế và theo thế tức người dây chúng ta ra nguyện rằng chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa.
Bạn đường sống như bạn đời, xin cho nàng như mây trên ngàn, như suối nồng nàn, có thương yêu nâng đỡ ủi an, sắt son hiền ngoan. Con quỳ đây dâng Chúa tiếng ca cảm tạ, Chúa cho con người bạn đường sống như bạn đời, xin cho chàng như mây huy hoàng, như sóng ngập tràn, bước hiên ngang trên lối trần gian, sống vui trọn đời. Nguyện cầu cho nhau, nguyện cầu cho nhau luôn thắm tình bạn đầu, mãi mãi cho anh mãi mãi cho em thơm ngát ân tình. Nguyện cầu cho nhau, nguyện cầu cho nhau.
Trong tình yêu Thiên Chúa bao la tuyệt vời, nắm tay nhau cùng hẹn lời mến yêu trọn đời. Xin cho nàng chung câu ân tình xây đắp gia đình, sống bên con qua những buồn vui, vững tin ngày mai. Trong tình yêu Thiên Chúa bao là tuyệt vời, nắm tay nhau cùng hẹn lời mến yêu trọn đời. Xin cho chàng dám lao muôn trùng luôn bước uy hùng, sống bên con nâng đỡ chở che lối đi đường về. Nguyện cầu cho nhau, nguyện cầu cho nhau luôn thắm tình ban đầu, mãi mãi cho anh tươi sáng niềm tin, mãi mãi cho em thơm ngát ân tình. Nguyện cầu cho nhau, nguyện cầu cho nhau. Thắm hương trọn tình, xin cho nàng vui trong ước nguyện xứng đáng mẹ hiền, biết hy sinh đưa dẫn đàn con sống theo tình yêu. Xin tình yêu Thiên Chúa đến trong gia đình, mãi tương lai một cuộc đời thắm hương trọn tình.